Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi so sánh ánh sáng của hai cái mẫu bóng hồng ở đây. Ở clip trước thì mình đã chia sẻ và review với anh em về cái bóng mẫu GT. Đây, cái bóng hộp mẫu GT ở đây có cái bóng đặc trưng là màu hồng. Cái ánh sáng của cái bóng này đưa ra khá là khủng. Với công suất nó, ánh sáng nó đưa ra là những cộng 300%. Đó, đây là dòng Plus cộng 300%. Và liệu cái bóng ở đây có cái giá thành rẻ hơn, có ăn được cái bóng có giá thành cao hơn hay không? Ở đây thì cái bóng G6 của chúng ta ở đây nó sẽ sử dụng là 6 nhân chip LED của XHP. Đó, ở clip trước thì mình đã review và khui hộp cái sản phẩm này rồi. Thì có nhiều anh em là mong muốn mình test cái ánh sáng thực tế của hai cái mẫu này xem là nó sẽ như thế nào. Thì có anh em thì có nói là cái bóng này của mình là cái mẫu G6 này, độ sáng của nó sẽ không bằng BMA. Thì mình xin thưa luôn với các bạn là cái bóng BMA không đủ tuổi để đọ ánh sáng với cái bóng G6 ở đây. Đó, thì clip trước thì mình đã khui hộp cho anh em cái mẫu này rồi đúng không ạ? Rồi, ở clip này thì mình sẽ đi so sánh ánh sáng thực tế. Và hiện tại ở trên cái xe này của mình đây thì mình cũng đã gắn sẵn cái mẫu LED, cái mẫu LED GT vào cái pha này rồi. Thì tí nữa là mình sẽ soi trực tiếp từ cái pha này hát ra. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bóng G6 của chúng ta ở đây. Mình sẽ gắn vào cái pha đèn của cái xe gym. Đó, mình sẽ gắn vào cái pha đèn của xe gym. Thì mình sẽ soi xem là ánh sáng thực tế khi mà giữa hai cái bóng này nó đưa ra sẽ là như thế nào. Bởi vì hai cái giá thành của hai cái bóng này nó đang chênh lệch nhau. Và hiện tại thì ánh sáng mình thấy là nó tương đương nhau. Liệu chúng ta bỏ đồng tiền ra để sắm một cái em nó về có xứng đáng với đồng tiền và xứng đáng cái độ sáng của nó hay không? Rồi chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Đây là mình đang thắp ánh sáng thực tế của hai cái bóng này tại cái vị trí ở trên cái hộp này của mình. Thì anh em thì thấy là ở hai cái bóng này độ sáng nó sẽ là tương đồng như nhau đúng không ạ? Đây là mình đang bật ở chế độ cốt. Thì hiện tại mình đang cầm cái bóng LED của dành cho xe gym ở đây, chế độ pha của nó đang là màu vàng. Cho nên là nếu mà mình test chế độ pha thì nó sẽ có sự khập khiễng, một bên là màu trắng, bên GT thì luôn luôn là màu trắng, và bên gym đây thì nó sẽ là có màu vàng và màu trắng. Thì hiện tại là mình sẽ test như thế này, thì anh em thì thấy là độ sáng tương tự như nhau thôi. Đó, cái bóng rẻ hơn mà độ sáng của nó cũng không kém gì cái bóng đắt tiền hơn đâu. Và bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế khi mà mình soi vào tường. Thì anh em thì thấy là cái bức tường ở bên kia, và hiện giờ mình đang đứng từ đây ra đến bức tường kia nó rơi vào tầm khoảng 4 mét. Và đây là ánh sáng của cái bóng GT mình lắp trên chiếc pha Honda Vision. Ở đây là chế độ cốt. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha cho anh em coi. Đó, đây là chế độ pha của chiếc Honda Vision. Anh em thì thấy là cái phần ánh sáng trung tâm giữa cái tâm của cái bóng, ánh sáng nó rất là mạnh. Và bây giờ là mình sẽ xung cốt. Đó, và bây giờ là mình sẽ để ánh sáng chế độ cốt của cái bóng mẫu G6. Đó, anh em thì thấy là cái mẫu G6 đây ạ. Mình đang cầm ở cái pha đèn của cái xe gym đây. Anh em thì thấy là đặc trưng của cái mẫu G6 nó là cái phần đuôi tản nhiệt dạng kiểu này. Đó, đây là ánh sáng thực tế của cái bóng GT cộng 300%. Và đây là ánh sáng thực tế của cái bóng G6. Đó, anh em thì thấy là mẫu G6 đang ở trên, nó ăn đứt hoàn toàn cái mẫu GT luôn anh em nhé. Đó, thì có nhiều anh em nói là cái mẫu G6 này nó không sáng bằng cái mẫu BMA hiệu suất cao. Thì mình xin thưa luôn là BMA không có cửa đâu. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chuyển sang chế độ pha cho cả hai bóng. Và ở trên cái mẫu mình gắn vào cái pha đèn xe gym này thì cái ánh sáng pha nó sẽ là màu vàng. Đó, thì mình có cầm nhầm, đây là màu vàng luôn anh em nhé. Đó, thì đây hiện tại bây giờ đang là ánh sáng của cái mẫu GT, ánh sáng pha của mẫu GT. Và đây sẽ là ánh sáng pha. Đó, thì anh em thì thấy là ánh sáng pha của cái mẫu G6 này, thì nếu mà mình để cái chế độ màu vàng này, mình thấy là độ bám mặt đường cực kỳ là tốt. Thì bây giờ là mình sẽ chuyển sang mình soi ra mặt đường dài thì sẽ là như thế nào. Đó, thì anh em thì thấy à, đây là mẫu GT này, đây là mẫu G6. Đó, ánh sáng ăn đứt luôn. Cho anh em coi lại một lần nữa cái bóng này. Đó, thì anh em thấy cực kỳ là sáng.
ánh sáng nó thôi rồi luôn. Anh em nhìn kỹ nhá, đó, ánh sáng nó thôi rồi luôn. Cực kỳ là mạnh và gắt. Ở đây hiện giờ đang là ánh sáng cốt của cái bóng GT thì mình có gắn vào chiếc Honda Vision. Đó, anh em thể thấy là cái bóng GT màu hồng kia đúng không ạ? Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ quay ánh sáng thực tế cho anh em coi. Đây là chế độ cốt và mình sẽ bật chế độ pha. Đó. Chế độ pha nó soi đến tận cái cột điện ở đằng kia, nó rơi vào tầm khoảng 150 mét gì đó. Chế độ cốt. Chế độ pha. Chế độ cốt. Rồi bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế của cái mẫu G6 mình lắp vào cái pha zin để mình test so với lại cái mẫu GT xem là cái ánh sáng nó có được như thế này không nhá, khi mà soi mặt đường. Đây, cái mẫu G6 của chúng ta đây. Đó, và bây giờ là mình sẽ soi cùng với lại cái bóng GT kia để xem nó như thế nào. Đây là ánh sáng thực tế của cái mẫu GT. Và bây giờ là sẽ là ánh sáng thực tế của cái mẫu G6. Đó, anh em thì thấy ở phía đằng xa kia sẽ là ánh sáng của cái mẫu GT này. Đây sẽ là ánh sáng của con G6. Đó, nuốt chửng cái mẫu của con GT luôn anh em nhé. Đó, thì mình anh em thì thấy là ở dưới mặt đường là cái mẫu của con GT và trên tường là cái mẫu G6 của chúng ta. Ánh sáng nó vượt trội luôn, đúng không ạ? Rồi, và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha của chiếc Honda Vision lên. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha của cái mẫu G6 của chúng ta lên. Wow, nó ăn đứt luôn anh em. Nó ăn đứt luôn đấy. Và anh em thì thấy là cái bóng màu ngà vàng này thì khi anh em soi xa nó sẽ dễ nhìn hơn đúng không ạ? Đó, đây là mẫu GT này. Và đây là mẫu G6. GT với G6 nhiều quá, méo cả mồm luôn. Đó thì anh em thì thấy là nó bám đường hơn đúng không ạ? Đây là mình soi lên tường. Ở clip sau ấy thì mình sẽ mang cái mẫu màu trắng, pha trắng cốt trắng ra so cho anh em coi. Đó thì anh em thì thấy độ sáng nó như thế nào. Và đây là mình sẽ chấp cái pha GT kia bằng ánh sáng cốt của cái mẫu G6 luôn nhá. Đó, nó nuốt chừng luôn. Mình ngấc lên xa này, nó soi qua cái cột điện đến tận cuối cái con đường này luôn thì phải. Cuối con đường luôn. Ở trên máy quay thì anh em sẽ thấy nó tối hơn so với thực tế. Đó, nếu mà mình soi vào cái tường trắng này thì anh em thấy nó cháy ảnh luôn. Soi cái tường đen ở bên kia ấy, thì anh em thấy là nó còn đã trắng được như kia rồi, nếu mà soi vào cái tường trắng bên này cháy ảnh luôn. Đó thì anh em thì biết là cái độ sáng nó mạnh như thế nào. Rồi, chế độ cốt của cái mẫu GT. Chế độ cốt của mẫu G6. Đó. Thì đây, cho anh em coi luôn. Mình đang phải ôm cả cái bình ắc quy đây này. Đó, thì anh em coi luôn nhá, có này bảo mình làm bùa. Đó, cái mẫu G6 này nó sẽ có đặc trưng của cái lưới tản nhiệt hình dấu cộng ở đây. Đó, thì anh em thì thấy khi mà lắp vào pha đèn nó cực kỳ là gọn. Khi mà lắp vào pha đèn thì chúng ta sẽ gặp như này này, không bao giờ nó chạm vào cái ghi đông của cái xe zin. Đó, ánh sáng sạch tinh tươm. Rồi, như vậy là anh em đã thỏa mãn cái nhu cầu là coi mình test đúng không ạ? Có rất nhiều anh em đã làm cái yêu cầu là comment ở phía bên dưới yêu cầu là mình test cái sản phẩm này. Và hôm qua thì mình có làm video mở hộp thì trời nó mưa nên là mình không test được. Thì hôm nay là tạnh mưa thì mình đã test cho anh em coi. Đó. Và bây giờ là mình sẽ tắt ánh sáng của cái mẫu GT kia đi để mình soi nguyên ánh sáng của cái bóng G6 này cho anh em coi. Và đây là cái chế độ cốt của cái mẫu G6 của chúng ta. Đó, và bây giờ là mình sẽ pha. Pha vàng, cốt trắng. Đó, khá là đẹp. Pha màu vàng như này đi bám được cực kỳ luôn. Anh em chạy mưa chạy sương rất là ok. Đó thì anh em thì thấy là chế độ cốt cực kỳ sáng này, chế độ pha nó sẽ cộng hưởng cả ánh sáng màu vàng lên ánh sáng màu trắng này, nó sẽ ra ánh sáng màu vàng ngà đi như này cực kỳ là bắt mắt anh em ạ. Đó, đây là ánh sáng thực tế của cái mẫu G6 mình đang cầm ở trên tay. Đó thì anh em thì thấy là sáng dã man luôn đấy. Rồi thì clip sau có năng là mình sẽ lấy cái ánh sáng của cái mẫu Billet Mini G2 để so ánh sáng của cái con này xem nó như thế nào. Rồi cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Đây là cái mẫu G6 của mình. Đó, ắc quy mình test Honda Vision. Ở đây thì mình đang gắn cái mẫu GT vào trong cái pha đèn này rồi.
đó, dụng cụ quay của mình nó chỉ như thế này thôi. Mình test cho anh em coi ánh sáng thực tế. Và cái mẫu này đang cực kỳ là hot nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình theo cái số điện thoại mình để góc màn hình ấy, hoặc là anh em lên cái link, mình sẽ để link mô tả ở bên dưới phần mô tả ấy. Anh em lên Lazada thì sẽ thấy cái mẫu này mình đăng ở trên đó. Giá thì như nào hoặc đặt hàng như nào thì anh em có thể lên trên đó đặt hàng. Và ngày hôm qua mình mới lên video mà mình đã bán được 150 bóng rồi, cực kỳ là hot, anh em đặt rất là nhiều. Cảm ơn anh em.